Ask me how I do it, I just stick to the plan. Stick to the plan. Ask me how I do it, I just stick to the plan. Stick to the plan. Really, it ain't nothing to it, I just fit who I am. Fit who I am. Hello mọi người. Cuối cùng thì sau 2 tháng ở nhà chống dịch thì ngày hôm nay mình cũng được có dịp ra ngoài đường chơi và mua sắm với bạn bè. Mọi người hãy cùng đi với mình nha. Hôm nay thì mình có hẹn với bạn mình là cô Thư để đi lên Camera City và mua sắm ở trung tâm thương mại. May là thời tiết hôm nay thì rất là đẹp và cũng ấm áp nữa. Trong lúc mà chờ tàu điện thì mình cũng tranh thủ ngắm nhìn đường phố sau một chuỗi ngày dài ở nhà. Ban lái tàu đang vẫy chào mọi người kìa. Vì thời tiết hôm nay thì rất là đẹp, cho nên là tâm trạng của tất cả mọi người cũng vui lên hẳn. Hôm nay thì mình đi chuyến tàu vào 1 giờ chiều, cho nên là tàu cũng khá là vắng. Thông thường thì khi mà mình vào thì tàu khá là đông, nên mình cũng không có tiện quay cho mọi người xem. Từ góc này thì mọi người có thể thấy được buồng lái tàu. Thông thường thì từ nhà mình lên City sẽ mất tầm 20 phút. Và trong khoảng thời gian này thì mình hay nghe nhạc và ngắm đường phố. Đi được nửa đường thì mình gặp cô Thư trên tàu luôn. Và cuối cùng thì tụi mình cũng tới City rồi. Đầu tiên thì tụi mình sẽ mua trà sữa để cứu rỗi cái bụng đói. Sau một hồi suy nghĩ lựa chọn thì tụi mình sẽ uống The Moment. Không biết là mọi người thấy như thế nào, nhưng mà mình thì có một căn bệnh khó chọn. Và thông thường thì mình chọn lựa rất là lâu. Và cuối cùng thì mình cũng mua được đủ rồi nè. Bây giờ thì mình bắt đầu shopping thôi. Hôm nay là ngày Chủ nhật và mọi người cũng bắt đầu mua sắm trở lại. Và mọi người vẫn đang chờ xếp hàng để mua iPhone 13. Nếu như mà cái điện thoại của mình mà hư trễ hơn tầm 2 tháng thì có lẽ là mình đã mua iPhone 13 thay vì 12 rồi. Đầu tiên thì tụi mình sẽ đi coi đồ ở H&M. Sau đó thì tụi mình sẽ đi coi đồ Sportsgirls. Khi mà mình mới qua Úc thì đồ Sportsgirls khá là mắc. Thông thường thì một cái áo cũng phải tầm 50 cho tới 70 đô. Những năm trở lại đây thì ở Sportsgirls có khá là nhiều đồ sale, cho nên là mình bây giờ cũng đã trở thành khách hàng thân thuộc của hãng rồi. Cái túi này đang sale. Và đầu tiên thì mình thích màu xanh, nhưng mà sau đó thì mình và cả Thư đều thích màu cam, cho nên là mình sẽ lấy cái cam đó. Bây giờ thì tranh thủ quay cho mọi người xem. Bây giờ thì mình sẽ đổi thử cho mọi người xem cái nón 5 đô sẽ như thế nào nha. Bình thường thì mình rất là ít khi đội nón, tại vì đội nón vào thì nhìn mặt của mình rất là to và ú nu luôn. Mình rất là thích mua hàng ở bên Úc, tại vì không những là mọi người có nhiều ưu đãi khi mọi người có membership được đổi trả, mà ngoài ra thì mọi người có thể trả góp trong vòng 8 tuần nữa. Và đây là thành quả của tụi mình. Mình có hai cái túi đôi màu cam nha. Bây giờ thì tụi mình sẽ qua mua sắm ở Cotton On. Mình thấy ở bên này thì họ sẽ chia ra những cái phân khúc cho những người trẻ và những người bắt đầu đi làm rồi. Cho nên là phong cách ăn mặc cũng như là giá tiền của những cái sản phẩm này sẽ có sự khác nhau khá là rõ. Sau một hồi chọn lựa thì bây giờ tụi mình đang xếp hàng để chờ thanh toán. Mình sẽ mua một cái áo thun và một đôi bông tai hình mặt cười. Hai cái này thì chỉ có giá 15 đồng thôi. Sau khi mà mình thanh toán xong hết thì mình sẽ ra hội ngộ với cô Thư ở ngoài để xem là hôm nay tụi mình sẽ ăn món gì. Hôm nay ăn gì là một trong những câu hỏi muôn thuở và rất khó để trả lời. Sau 30 phút suy nghĩ thì tụi mình quyết định là sẽ sang khu Dixon để ăn ở nhà hàng Thái. Và giờ thì tụi mình đi thôi.
first met you then, thought you were nothing. You were just sitting on the couch with that red jacket. We didn't say a word, who would have thought that this would end? The more we got to spend, my feelings growing. I didn't think I'd be attracted to your type, boy. The summer when we kissed, beginning of our sheet. Đây là con đường quen thuộc của tụi mình. Ở Canberra thì những cái khu mua sắm ăn uống cũng không có to như Sydney. Khi mà mình mới xuống đây á, thì mình cũng thấy hơi bỡ ngỡ, tại vì mình cũng không nghĩ là nó yên bình như vậy. Nhưng mà sống một thời gian rồi thì mình cũng thấy quen. Bây giờ thì mình đang đi ngang qua cái nhà hàng mà mình làm việc. Cô Thư đang dòm vào trong xem là nhà hàng có ai không, thì bất ngờ chú chủ nhà hàng lại mở cửa. Sau khi chào hỏi mọi người xong á, thì bây giờ tụi mình sẽ sang khu bên kia để mua một ít đồ Việt Nam. You wrap your arms around me, my heart begins to stutter, my words are beating, the night that you had left. I was so obsessed with thinking. Tranh thủ có một góc đầy hoa rất là xinh, cho nên là mình sẽ quay cho mọi người xem cái mặt tiếc tận của mình. Đây là một trong những shop bán đồ Việt Nam ở Canberra. Mình sẽ mua một ít bánh tráng cùng với chinsu để ăn dần. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi ăn ở nhà hàng Thái. Khi mà mình vào á thì chỉ mới có 5 giờ chiều thôi, cho nên là cũng khá là vắng, chỉ có hai đứa mình. Hôm nay tụi mình sẽ ăn 3 món bao gồm cơm, sức và gỏi. Không biết đó, mọi người thấy sao, chứ thông thường thì mình thấy là đa phần tụi mình sẽ gọi những cái món này kiểu như là những cái món ăn quen thuộc mà không cần phải suy nghĩ nhiều á. Đơn giản vậy thôi nhưng mà vị rất là ngon nha. Sau khi ăn xong thì mình với cô Thư sẽ ghé Domino để mua một ít pizza đem về. Cô Thư mua pizza xong thì cũng là lúc tụi mình phải tạm biệt nhau rồi. Vì bây giờ thì vẫn còn dịch và tình hình cũng chưa được ổn hẳn, cho nên là mình quyết định sẽ về sớm, vì mình cũng không có muốn đi la cà nhiều. Hôm nay tụi mình đã có một ngày rất là vui vì cuối cùng cũng được ra ngoài đi mua sắm và ăn chơi. Hoàng hôn ở Canberra thì rất là đẹp, và thông thường thì vào cái giờ này thì tụi mình phải đi làm, cho nên là cũng có rất ít dịp để đi về và ngắm hoàng hôn. Mình thấy cái khoảng thời gian mà ở nhà chống dịch đó là một trong những khoảng thời gian mà khá là bổ ích để mình có thể ở nhà xem xét và trân trọng là khoảng thời gian mà mình được tự do nhiều hơn. Hôm nay thì mình có một ngày rất là vui, và mình cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã xem cái video này của mình, và mình mong là mọi người cũng có thể cảm nhận được cái niềm vui này. Chúc mọi người một ngày tốt lành. I just need you right.